Đây là một chiếc váy sang xịn mịn giúp chị em thu hút mọi ánh nhìn. Tông màu đỏ rượu vang kết hợp với chất nhung mềm mịn đã tạo nên một outfit vừa nổi bật vừa sang chảnh cực kỳ. Một em váy mới mẻ dành cho mùa thu đông năm nay, thiết kế tiểu thư và đầy nữ tính với phần nhún beo điệu đà ở ngực và tay áo. Chất van tơ mỏng nhẹ màu be đã giúp chiếc váy trông sexy và thu hút hơn. Váy nhung dày dặn và ôm dáng, bao nhẹ phần eo và chân váy bên dưới dáng chữ A xuề nhẹ, thắt thêm chiếc đai lưng cùng màu cho thêm điểm nhấn. Đặc biệt, chiếc váy tiểu thư sang chảnh này đang được giảm đến 30% dịp cuối năm. Chị em nhanh tay inbox Mega để không bỏ lỡ ưu đãi siêu hot này nha. Chất nhung mềm mịn kết hợp cùng tông màu đỏ rượu đã mang lại sự cao cấp cho sản phẩm, phù hợp mà trong mùa thu đông. Có khóa kéo sau lưng cực kỳ xịn sò. Diện em váy xinh xắn này đi chơi đi tiệc đảm bảo vô cùng thu hút và nổi bật. Mix thêm với phụ kiện giày cao gót hoặc túi màu đen để nâng cấp bộ outfit trendy hơn nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.